làm nhiều món ăn thế này, muôn người đã chui vào bụng hắc rượu rồi, khiến hắn no đến mức trợn ngược mắt lên. Bây giờ anh khó cử động, để tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé. Cậu ta vừa nhấc lên, vai liền chạm ngay vào dạ dày hắc rượu. Vốn dĩ hắn đã ăn quá nhiều, bị thượng quan nhất động như vậy, xin nữa thì nôn ra hết. Cậu thả tôi xuống đi. Lúc này hắc rượu cảm thấy đầu mình đang ư máu, vì bây giờ đầu hắn trúc xuống, mong chỏng lên trời, thượng quan nhất lại tưởng hắn ngại ngùng, nên rất thoải mái nói, anh không cần ngại đâu, anh đã nói rồi mà, chúng tôi phục vụ anh tốt, anh vui vẻ thì sẽ thả chúng tôi đi phải không? Vậy anh cứ thoải mái tận hưởng đi. Tại sao cái mật thất này không cho giết người nhỉ? Hắn thực sự có cảm giác muốn giết người. Khi đã về đến phòng mình, hắc rượu vừa chạm đất liền đóng sầm cửa lại. Cậu về đi, tôi ở ngay phòng bên cạnh đây, có chuyện gì anh cứ gọi tôi là được. Bên trong vang lên một tiếng vụng, nghe như có vật gì đó rơi xuống đất vậy. Hắc diệu tức giận đến mức đập vỡ luôn cái bàn. Ngọc Tăng và Tiết Thần hai người không ngủ, mà ngồi trước cửa nói chuyện. Tôi thấy các cậu sống tự do thật đấy, muốn làm gì thì làm, lại chẳng quan tâm đến ánh mắt người khác. Mấy ngày ở cùng bọn họ, Ngọc Tăng cảm nhận được cuộc sống khác biệt. Cậu ấy sinh ra đã đẹp, mẹ cậu ấy cũng là mỹ tu, nên luôn định hướng cậu ấy theo con đường mỹ tu. Sau khi tôi đến học Hoan Tông, vì tư chất không tồi, nên luôn được kỳ vọng rất nhiều. Mấy năm nay, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Thật ra trước đây tôi không phải như vậy, tôi nhút nhát hay khóc, làm việc gì cũng do dự. Sau đó thượng quan nhất và Nhĩ Nhã luôn dẫn dắt tôi. Dưới ảnh hưởng của họ, tôi mới dần dần thay đổi. Tuy thượng quan nhất hay gây rắc rối, nhưng anh ấy là người có tâm hồn thuần khiết. Dưới sự ảnh hưởng của họ, tôi bắt đầu thấy ánh mắt người khác không quan trọng lắm. Thực ra chủ yếu là mất mặt nhiều quá, mất mặt nhiều rồi thì mất nửa cũng chẳng sao. Tiết Thần thực sự không biết an ủi người khác, nhưng đúng là như cậu ấy nói, họ gần như ngày nào cũng mất mặt. Mất mặt nhiều quá thì mặt dày lên, mặt đã dày rồi thì còn quan tâm gì đến ánh mắt người khác nữa. Bình thường cậu cứ làm nhiều việc để phân tâm là được, cậu cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Thượng quan còn là đệ tử đích truyền của trưởng môn chúng ta đấy. Cậu xem anh ấy sống tự do thế nào, dù ngày nào cũng bị trưởng môn đánh, anh ấy vẫn cười hì hì hàng ngày. Nhớ lại vẻ thản nhiên của thượng quan nhất khi nói mình bị đánh ba bữa một ngày, Ngọc Tăng cũng phì cười. Cậu ấy rất thích ở cùng với họ, cuộc sống kiểu này, muốn làm gì thì làm gì cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, miễn là bản thân vui vẻ là được. Tôi cũng thấy cậu nói đúng, tôi đúng là suy nghĩ quá nhiều, mặt mỏng quá. Khi ra khỏi đây, tôi sẽ không còn quan tâm đến ánh mắt người khác nữa. Hai người họ đang tâm sự ở đây, bên ngoài sư phụ của Ngọc Tăng gần như phát điên. Xong rồi, đồ đệ của ông đã thay đổi hoàn toàn. Bình thường ông tạo áp lực quá lớn cho đứa trẻ đó. Ông nhìn mấy đứa nhỏ của Thiên Âm Môn kia, chúng sống tự do biết bao, mà tu vi chúng cũng đâu có yếu. Ông đừng ép Ngọc Tăng quá chặt nữa. Đạo tâm mỗi người mỗi khác, đừng áp đặt mục tiêu của mình lên nó. Đứa trẻ đã lớn, nó có suy nghĩ riêng của mình rồi. Sư phụ của Ngọc Tăng hơi ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu. Có lẽ thực sự là ông đã sai. Sáng sớm hôm sau, Hắc Diệu vừa mở mắt, xin nữa thì bị dọa chết. Trên đầu hắn có 5 cái đầu to xếp thành một vòng tròn, có nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt sáng quắc. Các người có bị điên không vậy? Sáng sớm đã chạy đến đây cố tình dọa tôi phải không? Bắt buộc phải ngồi trên giường, cuộn mình vào góc như một cô vợ nhỏ. Bây giờ trông như thế này, ai cũng không thể tưởng tượng được 2 ngày trước hắn đã bí ẩn và uy nghiêm đến mức nào. Chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là đến xem anh thôi. Trời đã không còn sớm nữa, không thấy anh đâu, chúng tôi còn tưởng anh gặp chuyện gì rồi chứ. Mấy người mới gặp chuyện ấy, tôi chỉ là quá mệt thôi, nên ngủ hơi lâu một chút. Nhưng Hắc Diệu rất thắc mắc một chuyện, tại sao họ và mà hắn không hề hay biết? Tu vi của hắn cao hơn họ nhiều mà. Các người vào kiểu gì vậy? Tại sao? Tôi hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của các người. Dùng cái này nè, cái này gọi là bích khê đan, chúng tôi sợ ảnh hưởng giấc ngủ của cậu, nên đã uống nhiều loại đan dược này. Vậy nên, các người nghĩ uống đan dược xong sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ của tôi, phải không? Giờ gần trưa rồi, chúng tôi không thấy anh thì chắc chắn sẽ lo lắng chứ. Nhưng sợ anh ngủ ngon quá, chúng tôi làm phiền. Chúng tôi đã đợi anh nửa canh giờ rồi đấy. Vậy là, đám quái dị này đã nhìn chằm chằm hắn ngủ nửa canh giờ, phải không? Lúc này Hắc Diệu hơi muốn tự sát. Thật ra tôi thấy ngủ của cậu rất đẹp, chỉ là hơi chảy nước miếng một chút. Có lẽ là do ngủ với miệng mở. Cậu im đi cho tôi. Bây giờ hắn thực sự gần như bị những người này làm tức chết. Tại sao phải giữ những người này ít nhất 3 ngày chứ? Vẫn còn một ngày nữa, hắn phải làm sao đây? Nhìn ánh nắng bên ngoài đẹp quá. Mấy người liền kéo vài cái ghế ra ngoài, bắt đầu tắm nắng. Chúng ta thực sự đang vượt đài à? Sao tôi cảm thấy cuộc sống này không tệ chút nào nhỉ? Không phải là quá dễ dàng đâu, mà là chúng ta không đi theo lối mòn thôi. Nếu là người có suy nghĩ bình thường một chút, hoặc ích kỷ hơn một chút ở đây, thì sẽ không thoải mái như thế này đâu. Mấy người nằm ở đó một lúc, chẳng bao lâu sau thì bụng kêu gặp. Tôi đói bụng rồi, hôm nay hình như chúng ta chưa ăn gì phải không? Những người khác cũng đói, dù sao từ bữa tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì. Vậy ai trong các cậu nấu ăn đây? Dù sao thì các cậu cũng biết tay nghề của tôi rồi, tay nghề của sư tỷ như họa các cậu cũng đã nếm thử hôm qua rồi. Bây giờ chỉ còn 3 người các cậu thôi. 3 người các cậu đi cùng nhau hay một người đi? Để tôi đi. Hôm qua tôi muốn nấu mà không được, hôm nay đúng lúc cho tôi thử. Bình thường nấu ăn toàn ở ngoài hoang dã, chẳng bao giờ thấy nhiều nguyên liệu thế này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhà bếp phong phú như vậy đấy. Vậy thượng quan nhất, cậu nấu còn chúng tôi phụ bếp nhé. Các cậu cứ ở yên đấy, đừng động đậy gì, tôi đi nấu.
Hắc Diệu đã suy nghĩ kỹ trong phòng rồi. Dù sao cũng chỉ còn một ngày nữa thôi, ngày mai là có thể đuổi đám người này đi rồi. Nên hôm nay tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Cứ phục vụ đám người này cho tốt là được. Ngày mai hết hạn, lập tức đuổi họ đi. Rõ ràng hắn mới là chủ nhân của cửa ải này. Vậy mà chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, từ chủ nhân trực tiếp biến thành người hầu. Nhìn Hắc Diệu bước vào bếp, những người khác nhìn nhau. Tôi thấy chủ nhân bộ này cũng khá tốt đấy. Chúng ta đã như thế này rồi, vậy mà anh ấy vẫn không giận, còn nấu ăn cho chúng ta nữa chứ. Đã vậy người ta đối xử với chúng ta tốt như thế, chúng ta cũng phải đáp lại cho tốt chứ. Hay là chúng ta dọn dẹp phòng anh ấy một cách cẩn thận nhé. Lúc này tôi thấy phòng anh ấy bừa bộn lắm, còn có một cái bàn vỡ trong đó nữa. Tôi nghĩ người ta có thể không cần sự giúp đỡ của chúng ta đâu. Các cậu đừng có qua đó chen vào nữa. Nhìn bộ dạng của người đó kìa, chắc là thấy họ phiền phức lắm rồi. Nếu không phải ở đây không thể chết người, mấy người bọn họ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng thượng quan nhất lại rất hứng thú. Anh ta kéo Tiết Thần và Ngọc Tăng vào luôn. Các cậu đang làm gì thế? Chúng tôi đang dọn dẹp cho anh đấy. Anh nấu ăn cho chúng tôi, chúng tôi cũng phải đáp lễ một chút chứ. Anh xem phòng của anh bây giờ có sạch sẽ không? Chúng tôi đã dọn dẹp trên dưới trong ngoài một lượt rồi, đảm bảo không tìm thấy một hạt bụi nào đâu. Nhìn thấy phòng mình như mới, khuôn mặt của Hắc Diệu cũng có chút xúc động. Có vẻ như đám người này cũng không đáng ghét lắm. Thôi được rồi, dù các cậu có dọn phòng cho tôi cũng sẽ không cảm kích đâu. Nhanh lên, qua đây ăn cơm đi. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.